Chương 161, ngươi tới đúng thời điểm. Một buổi tối, bầu trời đầy sao, Phượng Thiên Vũ hưng trí dân cao, tiện tay khẩy một thủ khúc, len ken thùng thùng tiếng đàn đổ xuống dưới bầu trời đêm, giống như giọt sương ngưng động trong đêm trăng, cùng với hương vị cỏ cây thơm ngát thấm vào lòng người, Long Phù Nguyệt tay nâng má, ngưng thần nghe hắn khẩy đàn, tinh thần dần, dần dần có chút mơ hồ, một loại tương tự với cảm giác hạnh phúc lặng lẽ nổi lên trong lòng, bốc lên, tự hồ muốn tràn đầy đi ra đang say mê, chợt nghe sâu trong hoa viên cũng ẩn ẩn truyền đến từng hồi giai điệu, Phượng Thiên Vũ ngưng tiếng đàn một chút, lộ vẻ chần chờ, chỉ chốc lát sau, sâu trong hoa viên truyền đến tiếng đàn mạnh mẽ, cũng khảy cùng một nhạc khúc, cùng Phượng Thiên Vũ tiếng đàn hòa nhịp, giai điệu đang vào nhau, len ken thùng thùng tiếng đàn chậm rãi vang lên trong màn trời, lượn lờ một hồi, tràn ra. Phản phất như là tình nhân thỏ thẻ, Long Phù Nguyệt sớm đứng ở nơi đó, nghe này hai tiếng đàn kẻ sướng người họa, nước sữa hòa nhau, trong lòng nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác quá dị, cảm giác mình tựa như là bên thứ ba đột ngột đến sai thời điểm. Nàng liếc nhìn Phượng Thiên Vũ một cái, thấy hắn hai mắt giống như khép như mở, phản phất đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn. Một khúc đi qua, dư âm vẫn lượng lờ, Phượng Thiên Vũ chậm rãi mở to mắt, nhã nhi, là ngươi sao? Sâu trong bụi hoa một thanh âm mềm mại truyền đến, nhã nhi nghe xong vương gia khẩy đàn, nhất thời vong tình, quấy nhiễu nhã hứng vương gia nhã nhi đáng chết, theo tiếng nói, một nữ tử ôm ấp đàn cổ thước tha từ trong bụi hoa đi ra. Nàng, mặc quần vàng nhạt, viền đều là dùng tơ vàng bạc mà theo, dáng vẻ hoa lệ mà phiêu giật, tóc đen dài búi thành một búi tóc năm đoạn, dắt một cây trâm ngọc bích, ngọc châu trên trâm cài theo cước bộ của nàng mà lắc lư, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, yếu đuối nhỏ và cao, nàng nhẹ nhàng đối với Phượng Thiên Vũ thi lễ một cái, vương gia, nhã nhi bồi tội. Phượng Thiên Vũ Mi dài mỉm cười nói, Tự tiếu phi tiếu, bất quá chỉ là đánh đàn mà thôi, có tội gì. Ngồi xuống, nhã nhi nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt như có nước lưu động, đa tạ vương gia, tìm vị trí, ngồi xuống, Phượng Thiên Vũ cười nói, vừa vặn bổn vương hơi mệt chút, ngươi tới vừa đúng thời điểm, chương 162, vuốt mông ngựa lại vỗ vào đùi ngựa trước. Nhã nhi thản nhiên cười, tươi như hoa xuân nở rộ, nàng nhìn điểm tâm cùng rượu bày biện trên bàn, đôi mi thanh tú nhăn lại, vương gia, đồ ngọc với rượu vậy có chút không thích hợp nàng liếc mắt nhìn long phù nguyệt một cái ôm nhu nói phù nguyệt cô nương ngươi bây giờ may mắn là thị nữ bên người vương gia đây chính là phúc khí tám đời cũng tu không đến ẩm thực cuộc sống hàng ngày của vương gia chính là một chút cũng không được qua loa một chút lầm lỗi cũng không phải là ngươi một thị nữ nhỏ nhỏ có thể được tha thứ lại quay đầu hướng phượng thiên vũ vén áo thi lễ nô tỳ kêu người chuẩn bị một ít đồ ăn thanh nhã thỉnh vương gia nếm thử nàng vỗ nhẹ hai tay, xuất hiện hai tiểu nha hoàng tóc trái đào bưng hai hộp đựng thức ăn. Đặt ở trên bàn nhỏ, Nhã Nhi tự mình mở hộp đựng thức ăn, đồ ăn mùi thơm ngát từng đợt từng đợt bay tản ra. Nàng ân cần bố trí tốt đồ ăn, khẽ cười nói, vương gia, đây là Nhã Nhi tự mình xuống bếp vì ngài làm, vương gia nếm thử, rất vừa miệng. Long Phù Nguyệt cười hiếp mắt nhìn nàng giống tiểu ông mật dường như bận trước bận sau, không cần phải nói, lại là đến câu dẫn hắn loại tiết mục này, tiểu thuyết xuyên Việt thường có, ngốc nghếch vẫn luôn là ngốc nghếch, cắt, mất công nàng ta đánh một bản đàn rất hay, thì ra trong đầu lại là tương hồ. Hiện tại là thời điểm đánh đàn khoe khoang văn nhã, nàng lại làm một bàn thức ăn, hắc hắc, vậy cũng có điểm không hợp với phong cảnh, nàng nhìn trộn nhìn Phượng Thiên Vũ, quả nhiên thấy lông mày đẹp của hắn hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt có một tia không kiên nhẫn, nhã nhi, ai cho phép ngươi đem thức ăn mang đến nơi đây, thanh âm Phượng Thiên Vũ gần như không có cao thấp phập phòng, nhưng không khí chung quanh tựa hồ chợt giảm xuống hơn 10 độ, đông lạnh nhã nhi đến trung. nàng nhìn thấy Phượng Thiên Vũ sắc mặt không tốt, sợ tới mức bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, trung giọng nói, nhã nhi nghe bọn nha đầu nói vương gia bữa tối ăn không nhiều lắm, chắc là tại phòng bếp làm không hợp khẩu vị vương gia, cho nên nhã nhi mới, nàng một câu chưa nói xong, Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói, ai cho ngươi lá gan, dám trộn nghe chuyện của bổn vương thanh âm của hắn thực bình thản, lại làm cho Nhã Nhi toàn bộ thân mình đều sợ tới mức run rẩy lên, nằm dưới đất, không dám đứng dậy. Long Phù Nguyệt xem nàng vuốt mông ngựa lại vỗ vào đùi ngựa trước, trong lòng âm thầm buồn cười, đi đến một bàn đồ ăn trước mặt, rất không khách khí mỗi dạng đồ ăn đều nếm thử một miếng. Chương 163, ngươi cho ngươi là Nguyệt lão a. Long Phù Nguyệt xem nàng vuốt mông ngựa lại vỗ vào đùi ngựa trước, trong lòng âm thầm buồn cười, đi đến một ít bàn đồ ăn trước, rất không khách khí mỗi dạng thức ăn đều nếm thử một miếng, miệng chật chật lên tiếng, không sai, cảm giác rất không tồi, vương gia, xem nàng có tấm lòng như vậy tạm tha nàng đi. Ta vừa vặn có chút đói khác, những thức ăn này coi như là lấy, lại nhìn Nhã Nhi đang nằm ở dưới liếc mắt một cái, ta nói Nhã Nhi tỷ tỷ, hiếm khi tỷ có tâm như vậy, về sau này nhiệm vụ nấu cơm, thức ăn liền giao cho tỷ, Nhã Nhi, Phượng Thiên Vũ, Long Phù Nguyệt không hề nhìn hai người, ăn uống no đủ, nàng hài lòng vỗ vỗ bụng, cười hì hì nói, tốt lắm, ta ăn no, hai người các ngươi cứ tiếp tục, xoay người muốn đi. Phượng Thiên Vũ duỗi tay ra, liền giữ nàng lại, tiểu nha đầu, nàng muốn đi đâu, Long Phù Nguyệt tay vuốt ve vuốt sói của hắn, đánh trọn vẹn nấc, đại gia không thích làm bóng đèn, đại gia lại càng không thích ngoạn song phi, cho nên. Đại gia phải đi về ngủ, hai người các ngươi tiếp tục, không cần ta phải xen vào, sải bước một mạch đi nàng liên tiếp đại gia gần như đem Phượng Thiên Vũ khiến cho hôn mê, lời nói của nàng hắn mặc dù có hơn phân nửa không hiểu, nhưng là có thể đoán ra đại thế ý tứ, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen hơn phân nửa, nha đầu kia, càng lúc càng lớn mật rồi, tự nhiên cùng hắn tự xưng đại gia, xem ra là chính mình quá nuông chiều nàng, là nên dạy dỗ. Bằng không về sau chỉ sợ sẽ cưỡi ở trên đầu của hắn tác quai tác quái, bất quá, đây là không phải nha đầu kia đang biểu hiện ghen tuôn sao. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên tâm tình thật tốt. Cũng không nhìn nó gì Nhã Nhi còn nằm phía dưới, xoay người cũng rời đi. Hồi lâu, Nhã Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu, nửa đêm, Long Phù Nguyệt mộng đẹp say sưa, ngón tay út thật tê rần, nàng ôi kêu một tiếng, một vòng lăng lông lốc nhảy dựng lên, mơ mơ màng màng trừng mắt Phượng Thiên Vũ, Vũ Mao Sư Huynh, ngươi nửa đêm không ngủ được, lại muốn làm cái gì, thì ra Long Phù Nguyệt ngủ luôn luôn say mê, gần như rất kiên trì mỗi lần Phượng Thiên Vũ lay động nàng, một lúc lâu mới có thể tỉnh lại. Sau đó Phượng Thiên Vũ liền tìm một biện pháp, giữa ngón tay út hai người buộc một sợi dây đỏ. Mỗi lần Phượng Thiên Vũ ban đêm muốn cái gì, kéo dây đỏ, liền có thể đem nha đầu kia lay tỉnh. Chương 164, nàng, nhìn. Ban đầu Phượng Thiên Vũ ngủ rất ngoan, cả đêm cũng dậy không nổi lần một lần hai. Đêm nay lại kỳ quái, cứ hai canh giờ, lại kéo tỉnh nàng nhiều lần làm cho nàng khi rời giường cơn giận cứ thửng tắp bay lên. Nếu như không phải nhìn hắn là một vương gia, nàng liền leo lên mà đánh hắn một trận. Nàng vừa mới gọt cho hắn một quả táo, sau đó bò lại giường của mình, tìm được chu công còn chưa kịp trải rộng bàn cờ ra. Hắn liền đem nàng kéo trở lại. Người này, có phải uống rượu nhiều quá hay không? Muốn sửa chữa nàng có phải không? Trong đôi mắt to của nàng tất cả đều là ngủ không đủ. Bất mãn lửa giận, âm thầm đem ngón tay bẻ vang lên răng rắc nàng quyết định hắn lại ép buộc nàng sẽ không hầu hạ hắn phượng thiên vũ đối với lửa giận của nàng đem tất cả như nhìn không thấy hắn nghiêng người tựa tại trên giường cười híp mắt nói đi gọt một trái lê đại gia có chút nóng nhiệt nóng nhiệt nha hắn là chưa thỏa mãn dục vọng sao dựa vào cái gì mà ép buộc nàng đến dập lửa ngươi cho ngươi là hoàng tử ngươi liền rất giỏi a à? ngươi làm như thế này gọi là trà đạp nhân quyền ngươi hiểu hay không lúc nửa đêm không ngủ được ép buộc đến ép buộc đi, ngươi không ngủ lão nương còn muốn ngủ. Tên ngạo mạn tự đại, nghĩ đến cao to tuấn tú thì giỏi lắm sao, một đại nam nhân mà xinh đẹp một cách hại nước hại dân như vậy, cái này gọi là yêu nghiệp ngươi hiểu hay không? Ở thời đại kia của chúng ta bộ dáng này của ngươi tuyệt đối là cực phẩm tiểu thụ. Hừ. Nhỏ mọn, ta không phát uy, ngươi cho ta là dễ khi dễ lắm phải không? Long Phù Nguyệt đem trái lê xem như là gương mặt của Phượng Thiên Vũ, một mặt nảy sinh ác độc từng đao từng đao chém xuống, một mặt lầm bầm mắng nhiếc ác độc thương tiếc, cực phẩm tiểu thụ. Cái gì vậy? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm trầm ấm mà nguy hiểm, đem Long Phù Nguyệt hoảng sợ, suýt nữa cắt trúng ngón tay của chính mình, nàng mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Phượng Thiên Vũ ôm cánh tay tựa tại cửa, một đôi mắt hoa đào hiếp lại, Nga, cái kia. Cực phẩm tiểu thụ chính là chính là nam tử cực phẩm gầy gò, ừm, ừm, ta khen ngươi đó. Hắc hắc, Long Phù Nguyệt nhìn hắn không tốt nheo mắt lại, hoảng sợ, vội vã giải thích lung tung. Hắc, nếu nói cho hắn biết hàm nghĩa thực sự của cực phẩm tiểu thụ chính là, nói không chừng người kia sẽ bóp chết nàng, rất nhanh đã gọt xong mọc mâm lê, tất cả lớn nhỏ đều có hình thù kỳ quái, Long Phù Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn cười tủm tỉm, thật muốn đem một mâm lê này chụp đến trên mặt của hắn. Bất quá nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, vì ước hẹn 3 năm, nàng, nhịn, chương 165, đưa dê vào miệng cọp. Được rồi, lê cắt xong rồi, đại thiếu gia thỉnh từ từ dùng, vù, khốn đã chết. Long phù nguyệt ngáp một cái thật dài, không hề để ý tới người ác liệt ở phía sau kia, trở về phòng ngủ, bổn tiểu thư ngủ bù đi, ngã đầu đi nằm ngủ, lại nửa canh giờ, ngón út lại mạnh tê rần. Con bà nó, không để ý tới hắn tiếp tục ngủ ngón út mạnh bị người vừa tung wow, đau chết trời ơi hắn rốt cuộc còn để cho con ngủ hay không a à? long phù nguyệt cũng nhịn không được nữa nhảy dựng dựng lên nhào tới trên giường phượng thiên vũ vương tay bóp cổ của phượng thiên vũ lão nương cùng tên ác nhân này liều mạng ngón tay của nàng còn chưa đụng tới cổ phượng thiên vũ liền bị người nào đó thật nhẹ nhàng bắt lấy tiếp theo trên người căng thẳng nàng đã nằm trong vòng ôm thật ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh cố nén cười của phượng thiên vũ tiểu nguyệt nguyệt nàng lại bắt đầu yêu thương nhung nhớ với ta rồi thật đúng là hoài niệm a à, yêu thương nhung nhớ hừ nằm mơ đi long phù nguyệt dị thường nổi giận mạnh mẽ ngẩng đầu lại rơi vào đôi mắt đầy ma mị kia hắn đang thảnh thơi hướng về phía nàng tà tà cười sóng mắt lưu chuyển trong ánh mắt hẹp dài của hắn phong lưu vô hạn không phải không thừa nhận người này cười rộ lên phi thường mê người khóe mắt đuôi lông mày bay lên đặc biệt mị lực. Mặc cho ai đón nhận ánh mắt như vậy, hai má đều đã nóng bỏng. Huống chi thân thể nàng bây giờ còn đang nằm trong vòng tay của người nào đó, ở tư thế mờ ám như thế này, Long Phù Nguyệt cúi đầu, để che giấu xấu hổ trước mắt, bên tai, truyền đến tiếng cười sang sảng của tên kia, ôi, lại đỏ mặt. Hắn vẽ mặt vô tội, véo nhẹ hai má nóng bỏng của nàng, bên môi gợi lên tươi cười mang theo vài phần trêu tức, trong ánh mắt bất cần đời mang theo nhiều ý cười bẩn cợt người nào đỏ mặt long phù nguyệt đánh chết cũng không thừa nhận nàng ở trong lòng hắn quẩy người một cái muốn thoát khỏi cục diện hiện tại xấu hổ này chợt nghe phượng thiên vũ hít vào thở ra một hơi tiểu nha đầu không cần cử động nữa rồi bằng không ta không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì ngươi long phù nguyệt thế này mới phát giác giữa hai chân có một thứ gì đó thô sáp đẩy lấy chính mình mặt của nàng cúi gầm xuống gần như muốn bốc cháy lên. Không dám cử động nữa, sau đó, nàng vô cùng hối hận biết là đã tự đưa dê vào miệng cọp. Chương 166, nàng nhìn một cái ta có dám hay không? Ngươi! Ngươi buông trước! Cơn giận của Long Phù Nguyệt toàn bộ tiêu tán, cực lực xem nhẹ thân thể kia đã có chút nóng rực, không buông. Hắn giống tiểu hài tử đang bướng bỉnh, ông nàng thật chặt, xem ra như là tru nàng đến mức nghiện, ngươi! long phù nguyệt nổi giận hai tay của nàng bị hắn giam cầm hoàn toàn không nhúc nhích được mảy may nhưng là nàng còn có chân phải không trong nháy mắt này nàng đang nhớ lại kỹ thuật phòng sói ở hiện đại khóe môi lộ ra một tia cười xấu xa đầu gối mạnh hướng về phía trước bất quá còn chưa kịp làm tổn thương đến vận mệnh tử của hắn đôi mắt hắn nhíu lại so với nàng nhanh hơn nửa phần chân của hắn liền bò lên nhanh chóng vô cùng đem cái chân thiếu chút nữa gây họa kia của nàng ngăn chận lại tiểu nha đầu, tâm nàng thật nham hiểm, nàng muốn làm cho đại gia không thể làm người được sao, kia trong giọng nói của hắn có chút uy hiếp đắc ý, lại gợi cảm đòi mạng, xứng đáng. Ta chính là cho ngươi không thể làm người, đỡ phải ngươi lại đi hủy thanh bạch của người khác, ha ha, nàng không cho ta hủy người khác, ta đây chỉ có hủy của nàng sao. Phượng Thiên Vũ cười giống như con hồ ly, cúi đầu ở trên cái miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng hôn xuống. A, à, ngươi dám! ngươi là kẻ đại háo sắc buông lúc này hai tay của nàng bị hắn một tay nắm giam cầm lên đỉnh đầu phía trên mà hai cái đùi cũng bị hắn tách ra tư thế hai người mờ ám nói không nên lời mà long phù nguyệt một chút biện pháp cũng không có võ công của nàng nếu đem so với phượng thiên vũ mà nói gần như là không đáng giá nhắc tới không dám phượng thiên vũ ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng đôi mắt màu lam trở nên sâu thăm thẳm như mặt nước hồ sâu như muốn đem long phù nguyệt cắn nuốt tiểu nha đầu nàng nhìn một cái ta có dám hay không không nói lời gì cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ sẫm kia của nàng môi của nàng thật ngọt ngào y như trong trí nhớ của hắn thơm ngát và ngọt ngào phượng thiên vũ vốn là hù dọa nàng nhưng vừa chạm đến môi nàng hắn cũng rốt cuộc ép không được lửa nóng dục vọng chính mình mạnh mẽ cậy mở môi của nàng đầu lưỡi linh hoạt cùng cái lưỡi đinh hương của nàng dây dưa nụ hôn của hắn thâm trầm hữu lực bá đạo và ôn nhu Tim Long Phù Nguyệt đập như nổi trống, nàng muốn đẩy hắn ra, hai tay hai chân lại đều bị hắn giam cầm, hoàn toàn không có chút khí lực. Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo một chút. Lại nghe đến tiếng động hắn hít vào thật sâu, hôn đến càng thêm nồng nhiệt, chương 167, muốn dây dưa nàng một đời. Long Phù Nguyệt dưới nụ hôn sâu của hắn, cũng suýt nửa mất hết hồn phách, trong cơ thể giống như cũng có sự tăng vọt bắt đầu bắt đầu khởi động, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, Suýt nữa rên rỉ ra tiếng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, gả cho ta đi, ta sẽ đối với nàng thật tốt. Phượng Thiên Vũ ôm chặt nàng, dường như thở dài nói một câu như vậy, lại hôn lên môi của nàng, gả cho hắn. A, không. Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ở trong mê say tình triều tỉnh táo lại, nam nhân phong lưu như thế này không phải nàng có thể muốn. Nàng không muốn vì nhiệt tình nhất thời mà hại hắn, Long Phù Nguyệt bỗng nhiên khẽ cắn xuống phía dưới một mùi máu tanh tràn ngập trong miệng phượng thiên vũ không nghĩ đến nàng sẽ ở lúc này cắn hắn nhất thời không có phòng bị đầu lưỡi bị nàng cắn nát hắn thét lớn một tiếng như tia chớp ngẩng đầu đau nhức làm cho hắn khoảnh khắc thanh tĩnh cúi đầu nhìn long phù nguyệt long phù nguyệt hai gò má ửng hồng hai mắt to lại mở to tròn nước mắt giống những chuỗi hạt châu lăn xuống phượng thiên vũ ngươi thả ta bằng không ngươi ngươi sẽ phải hối hận nhất định sẽ hối hận hối hận phượng thiên vũ không rõ hắn có cái gì phải hối hận nàng hiện tại đã không phải là đứa bé hơn nữa mình cũng rất thích nàng quyết định muốn dây dưa nàng một đời vậy hắn còn có cái gì phải hối hận nhưng nước mắt nàng lại giống như những hạt mưa bỏng đau hắn không tự chủ được hắn buông nàng ra long phù nguyệt nhảy dựng lên sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người nàng một lòng phốc phốc trực nhảy không dám nhìn đôi mắt đỏ sậm bị tình dục thiêu đốt của phượng thiên vũ nàng liền lùi lại vào bước thối lui đến một khoảng cách tương đối an toàn, thế này mới hít một hơi dài, lạnh lùng thốt, Phượng Thiên Vũ, ta không phải oanh oanh yến yến trong gì phủ của ngươi, ngươi nếu chỉ là muốn tiếp dục, thỉnh đi tìm người khác, chương 168, nàng nếu quả thật gã cho hắn tuyệt đối là một tai nạn. Trêu đùa Phượng Thiên Vũ nhướng mày, bỗng dưng hắn đứng bật dậy, hắn đã bay tới trước mặt của nàng, ngón tay thon dài trắng ngoãn nâng cầm nàng lên, nguy hiểm nheo mắt lại, nàng thật sự nghĩ như vậy khuôn mặt hắn lạnh cứng khẩu khí đông cứng trong tròng mắt lại hình như có một tia bị thương được ta đây liền như nàng mong muốn nàng cũng đừng hối hận hắn phút chốc buông nàng ra xoay người đi thẳng ra cửa long phù nguyệt suy sụp ngã ngồi trên mặt đất qua một lúc lâu mới chậm rãi bò lại giường của mình dùng chăn trùng kính lấy đầu tiếp tục ngủ tiếp tục ngủ nàng bị hắn sai sử một buổi tối mệt chết người rồi tiếp tục ngủ đi người này đi ra ngoài vừa vặn không có người lại quấy rầy nàng long phù nguyệt liều mạng tự thôi miên chính mình nhưng là nhưng là nàng cũng là rốt cuộc ngủ không được hắn làm sao vậy nhìn mặt hăng ra vẻ chưa thỏa mãn dục vọng có lẽ là đi tìm thị thiếp để hạ nhiệt rồi đi thôi đi thôi nàng mới sẽ không hối hận đấy nhưng là nhưng là vì sao lòng của nàng quá chua rất muốn khóc một đêm này nàng chẳng biết đi vào giấc ngủ lúc nào, khi tỉnh lại trên gối đầu có một chút ẩm ướt, nàng không biết, đây là nước miếng của nàng, hay là nước mắt, sáng sớm ngày thứ hai, nàng hiếm khi, không chờ người khác tới kêu, liền tự mình bò dậy. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn trên giường của Phượng Thiên Vũ vẫn hỗn độn như cũ, Phượng Thiên Vũ đi rồi vốn không có rồi trở về, Long Phù Nguyệt đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn bị nàng cắn thành trắng bệt, nha, đồ lesbian, phá gay, đại ngựa đực vài ngày không có nữ nhân liền ra dáng chưa thỏa mãn dục vọng. Hừ, còn muốn bảo nàng gả cho hắn. Hừ, nàng nếu quả thật gả cho hắn tuyệt đối là một tai nạn, nàng tức giận lẩm bẩm, trong lòng không biết tại sao lại vắng vẻ, như thế nào cũng đầy bất mãn. Loạn xạ đem đệm chăn cuốn lên, lại rửa mặt. Nàng liền đi ra cửa, ánh nắng sáng sớm không giữ lại chút nào bao trùm ở trên người của nàng, ấm áp, vô cùng thoải mái. Long Phù Nguyệt hít một hơi thật dài, không muốn, cái gì cũng không cần suy nghĩ, ba năm, nàng chỉ có ba năm sẽ tự do. Đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cũng giống như một hiệp nữ, xông pha giang hồ, nói không chừng còn có thể đụng tới một người giống Trương Đan Phong, chuyện Trương Đan Phong, mời đọc phiêu bạc hiệp ảnh lục ở đại hiệp khách, có mối tình thắm thiết, chương 169, hắn tại sao không đi tìm cơ thiếp dập lửa. Ba năm, nàng chỉ cần 3 năm sẽ có liền tự do. Đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cũng giống như một hiệp nữ, sông pha giang hồ, nói không chừng còn có thể đụng tới một người giống Trương Đan Phong. Chuyện Trương Đan xưa, mời đọc phiêu bạc hiệp ảnh lục, có mối tình thắm thiết đối với chính mình, sau đó hai người dắt tay sóng vai lưu lạc giang hồ, thật là chuyện cỡ nào thích ý. Vương gia, nàng mới không cần đâu đâu. Nhất là vương gia ngựa đực. Long Phù Nguyệt tự suy nghĩ xây dựng kế hoạch tương lai tốt đẹp cho chính mình, nên lãnh đôi mắt như gấu trúc, hô hấp vài ngụm không khí mới mẻ. Ai, cổ đại này chỉ có không khí là tốt nhất, không có ô nhiễm, mang theo một luồng hương thơm ngát của cỏ cây tươi mát. Phù Nguyệt cô nương, vương gia bảo cô nương nhanh chóng đến thư phòng hầu hạ rửa mặt chải đầu. Một gia đình đi lên phía trước, truyền đạt mệnh lệnh của Phượng Thiên Vũ, thư phòng. Tên kia tối hôm qua không đi tìm mỹ nhân, mà là đi thư phòng tâm long phù nguyệt bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên nàng gật gật đầu ừm được rồi ta đã biết sẽ đi ngay thư phòng cách phi vân các cũng không xa long phù nguyệt rất nhanh chạy đến cũng không đợi thông báo nàng đẩy cửa chạy đi vào phượng thiên vũ giống không có việc gì ngồi ở trên giường sau án thư thấy nàng tiến vào trên mặt của hắn bình tĩnh không có sóng giúp bổn vương thay quần áo dạ long phù nguyệt cũng không dám nhìn hắn trải qua tối hôm qua ôm hôn Giữa nàng và hắn luôn luôn có chút không được tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn quần áo trên giá áo, muốn. Muốn mặc bộ nào, Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới nàng, bổn vương một lát muốn đi vào triều, nàng nói ta nên mặc bộ nào, nha, người này chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Nói chuyện cư nhiên mang theo mùi thuốc súng. Nhưng mà, hắn tại sao không đi tìm cơ thiếp để dập lửa? Long Phù Nguyệt trong lòng âm thầm oán thầm, miệng cũng không dám nói gì nhìn bộ mặt lạnh như ai quyệt nợ hắn lạnh hù chết người được rồi để tình hắn không đi làm ngựa đực nàng quyết định không cùng hắn so đo cúi đầu lấy ra triều phục của hắn đi tới giúp hắn mặc vào triều phục này mặc vào có chút phiền phức long phù nguyệt lại không từng hầu hạ qua người khác như thế nào trong lòng nàng lại có chút khẩn trương nhất là cái ngọc đáy kia phải vòng qua hông của hắn cài lên hai tay nàng vòng quanh eo của hắn tay nhỏ bé hơi có chút phát trung càng rung rung cái ngọc đái kia càng không cài được, mặc dù khí trời là đầu mùa xuân, nàng lại ra một đầu đầy mồ hôi, chương 170, so với duỗi tóc thời hiện đại còn muốn thẳng hơn. Ai, thật là một tiểu ngu ngốc. Ta tự mình làm. Phượng Thiên Vũ rốt cuộc chịu không nổi tay chân của nàng, đem trâm ngọc tự mình cài lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ bừng, hừ, chuyện mình có thể làm lại bắt người khác làm, không nói chính mình lười, lại nói người khác ngốc. Stop trong lòng nàng âm thầm oán bất quá nhìn cái khuôn mặt kia bình thường luôn mỉm cười hiện tại lại nhăn ngó giống như khối băng lớn nên nàng không dám nói ra khỏi miệng đi mang nước tới cho ta rửa mặt phượng thiên vũ chỉ vào chậu nước trước mặt dạ long phù nguyệt phối hợp bưng chậu rửa mặt lên đi ra ngoài di nha đầu kia bỗng nhiên tại sao lại biết nghe lời rồi có phải lại nghĩ tới trò gì mới mẻ đa dạng hay không phượng thiên vũ hơi hơi nhíu nhíu mày Khóe môi lộ ra một chút cười khổ. Nha đầu này, hắn thật sự hoàn toàn không rõ trong đầu nhỏ của nàng nghĩ cái gì, lại chết tiệt bị nàng hấp dẫn, bị nàng cự tuyệt, làm cho hắn thực căm tức, nhưng khi đối mặt với nữ nhân khác, hắn lại hoàn toàn mất đi hứng thú làm bất cứ việc gì, nước rất nhanh mang tới. Hắn cúi người xuống rửa sạch mặt, Long Phù Nguyệt lại đưa một khăn mặt ấm áp, giúp hắn lau sạch, nhìn một đầu tóc đen như sa tanh, nàng cũng không biết mình là xuất phát từ tâm lý gì bật thốt lên nói, ta giúp ngươi xử lý tóc một chút đi. Phượng Thiên Vũ hơi hơi sững sờ một chút, tóc của hắn bình thường đều có sư phó chuyên môn chải đầu xử lý, bất quá, lần này nếu là Long Phù Nguyệt tự động xin đi giết giặc, hắn thật cũng không cần thiết phải phản đối. Gật gật đầu, được rồi, tóc của hắn mềm nhẵn như gấm vóc thượng hạng, làm cho Long Phù Nguyệt thật một phen hâm mộ. Nha, so với duỗi tóc thời hiện đại còn muốn thẳng hơn, không biết người này là bảo dưỡng thế nào. Long Phù Nguyệt lúc ở hiện đại, rất yêu thích đồ nghịch tóc người khác, thường thường không có việc gì giúp đồng sự xử lý, đa dạng kiểu cách, sánh với sư phó ở tiệm làm tóc còn muốn nhiều mới mẻ hơn. Ai, bây giờ là trở về không được, không biết tóc các đồng nghiệp có ai ở xử lý, các nàng hẳn sẽ tưởng niệm nàng, nàng bất giác có chút xuất thần. Trong tay cũng không nhàn rỗi, đem tóc Phượng Thiên Vũ kéo, sắn, đem đầu tóc ở sau óc lấy phương thức xoay tròn lúc xoay lúc quấn, sau đó dùng trâm ngọc màu xanh gài tóc cố định, tóc vấn hoàn hảo, đem đuôi tóc ở lại bên ngoài, xử lý ra một chút cảm giác hỗn độn tự nhiên.